Thực hạnh phúc và thật là mọi điều như ý nguyện. Kim Liên muốn gì được đấy nha. Kim Liên muốn gì được đấy. Thì tôi sẽ đọc. Và nhà phẩm Đường Xưa Lối Cũ hát riêng, mời quý anh chị cùng nghe. Nhưng mà nhạc phẩm này riêng đặc biệt tặng cho Kim Liên, vì đây là nhạc phẩm mà Kim Liên và Cơm Yến đã hát với nhau và sinh hoạt với nhau từ 1900 hồi đó cho tới bây giờ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.